Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Thể Thao Văn Hóa. Câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ, chương 10, kho báu lớn từ Accra. Người tù của chúng tôi ngồi trong khoang trước chiếc hộp sắt. Y có cái nhìn táo bạo, nước da rám nắng, khuôn mặt ngang dọc những đường nhăn. Nét mặt hằn sâu màu đồng hun, thể hiện cuộc sống dạn dày sương gió. Cái cằm râu rậm sừng sỏ chứng tỏ y không phải là người có thể dễ dàng gạt khỏi mục tiêu đã nhắm. Y trạc tuổi 50, mái tóc đen quăn lốm đốm rất nhiều sợi bạc. Bình thường khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, nhưng hàng mày rậm và cái cằm nhô ra hẳn tạo cho hắn vẻ khủng khiếp trong cơn giận dữ. Hắn ngồi, đôi tay bị còng, đầu cúi gằm, cặp mắt lanh lợi chớp chớp nhìn về cái hộp. Một lần, y ngước mắt nhìn tôi và trong ánh mắt tưởng như có tia châm biếm. Này ông Jonathan, tôi tiếc là công việc lại kết thúc như thế này. Hôm vừa nói vừa châm một điếu xì gà. Tôi không cần biện minh cho mình, nhưng tôi xin thề với ông là tôi không giết ông Sonto. Chính Tonga đã phóng ra một mũi tên. Tôi đã dùng một mẩu dây tần cho con quỷ ấy một trận rồi. Nhưng trước sự đã rồi, tôi không còn cách gì cứu vãn được nữa. Này, hãy hút một điếu xì gà đi và uống một ngụm whisky, ông ướt đầm cả người rồi. Nhưng mà này, ông hãy cho tôi biết, vì sao ông hy vọng một người nhỏ yếu như tên da đen ấy lại có thể bắt giữ được ông Sonto? Tôi biết khá rõ những thói quen trong nhà, và ông Sonto thường xuống lầu vào đó dùng cơm tối. Phải chi giết được tên thiếu tá giả kia thì lòng tôi nhẹ nhõm biết mấy, xui thật. Ông Anthony đây thuộc Sở Cảnh sát Trung ương, chịu trách nhiệm về ông. Ông ấy đưa ông về nhà tôi. Tôi xin ông thuật lại chân thật câu chuyện. Nếu ông tuyệt đối thành thật, tôi hy vọng có thể giúp ông được. Tôi có thể dẫn chứng rằng chất độc tác dụng nhanh đến độ nạn nhân chết ngay trước khi ông bước vào phòng. Về việc này thì đúng như vậy, thưa ông. Khi tôi thấy ông ta đầu quẹo trên vai, nhìn tôi với nụ cười gớm ghiếc lúc tôi đi vào bằng cửa sổ. Điều này làm tôi rất xúc động. Chắc là tôi đã giết Tonga nếu nó không bỏ trốn đi trước. Ấy chính vì thế mà nó để lại chùy đá và một số mũi tên. Việc đó đã giúp ông tìm ra dấu vết chúng tôi. Tôi không đem lòng oán giận ông đâu, nhưng có điều lạ là tôi thì ngồi đây, trong khi tôi có quyền hưởng nửa triệu đồng. Tôi đã dùng nửa cuộc đời để xây một cái đập trong vùng Adamant. Phần đời còn lại, tôi có cơ hội tốt để đào hầm ở Damu. Cái ngày tôi gặp tên lái buôn Ahmed và kho báu Agra, quả thật là một ngày tai họa. Thưa ông, cái kho báu ấy tự thủa nào vẫn là điểm bất hạnh cho những ai nắm giữ nó. Tên lái buôn thì bị ám sát, còn thiếu tá Sonto thì sống trong nỗi sợ hãi và ô nhục. Riêng tôi, kho báu ấy chỉ mang lại cho tôi một cuộc sống nô lệ. Lúc đó Anthony thò cái đầu tròn của ông ta vào. Đúng là một cuộc hội họp gia đình, ông Holmes ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ nếm thử chút whisky của ông. Thế là ta có quyền khen tặng lẫn nhau. Tiếc là ta đã không bắt sống được tên kia. Khởi đầu tốt thì chung cuộc cũng tốt thôi. Nhưng tôi không ngờ chiếc Aurora lại nhanh đến thế, Holmes nói. Smith nói chiếc đò máy của y là một trong những chiếc nhanh nhất trên sông. Và nếu có thêm một người phụ ở buồng máy thì ta không bao giờ đuổi kịp. Y thể chẳng hay biết gì về vụ án mạng ở Norwood cả. Đúng đấy. Người tù của chúng tôi buột miệng nói lớn. Tôi chẳng tiết lộ điều gì với y. Tôi chọn chiếc đò máy của y vì nghe nói nó chạy như gió. Tôi trả tiền y rất hậu và có hứa cho y một phần thưởng xứng đáng nếu y đưa được chúng tôi ra tàu lớn để khởi hành đi Brazil. Vậy nếu y không làm gì đáng trách thì chẳng có gì tai hại xảy ra cho y cả. Bắt tội phạm thì ta khá nhanh tay đấy, nhưng kết án thì ta chậm hơn. Thật là tức cười khi thấy Anthony cứ làm ra vẻ quan trọng khi mọi việc bắt bớ đã xong. Tôi thoáng thấy một nụ cười phớt qua khuôn mặt của Holmes. Anthony nói, bác sĩ Watson, tôi đưa ông lên bờ cùng với cái hộp đựng kho báu. Khỏi cần nói với ông rằng làm như vậy là sai nguyên tắc. Nhưng như ta đã thỏa thuận rồi. Tuy nhiên, tôi buộc phải cho một viên thanh tra hộ tống bác sĩ. Chắc hẳn ông sẽ đi bằng xe. Vâng, tôi đi nhờ. Thật tiếc là không có chìa khóa để ta có thể tiến hành việc kiểm kê ban đầu. Các ông sẽ phải phá ổ khóa. Này Jonathan, chìa khóa đâu rồi? Dưới đáy sông. Hừm, thật là vô ích khi ông gây thêm cho chúng tôi cái trở ngại đó nữa. Bác sĩ hãy đem cái hộp về phố Baker. Chúng tôi đợi bác sĩ tại đó trước khi đi đến kho tang vật. Họ cho chúng tôi xuống Vauxhall.
tôi và cái hộp sắt nặng trịch, cộng thêm một viên thanh tra khỏe mạnh. Chiếc xe đưa chúng tôi đến nhà bà Cecil trong chưa đầy 15 phút. Bà Bồi Phòng tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc viếng thăm muộn màng. Bà giải thích là bà Cecil tối ấy đi vắng và rất có thể sẽ về muộn. Nhưng cô Morstan có mặt. Tôi nhờ người đưa cái hộp vào phòng khách. Viên thanh tra đồng ý ngồi lại trong xe. Nàng ngồi cạnh cửa sổ đã mở, mặc một chiếc áo trắng mờ đục, nổi bật nhờ đường viền màu đỏ thắm ở cổ và ở thắt lưng. Dưới cái trao đèn, ánh sáng dịu tỏa chiếu đều đặn đến khuôn mặt thanh tú và những lọn tóc quăn mượt mà óng ánh của nàng. Tựa lưng vào chiếc ghế mây, một tay buông về một phía, dáng nàng trông sầu não trầm tư. Nhưng khi nghe tôi vào, nàng đứng hẳn dậy và đôi má bỗng phớt hồng vì ngạc nhiên và vui sướng. Tôi có nghe rõ tiếng xe ngừng trước cửa. Tôi nghĩ bà Cecil trở về quá sớm, không ngờ lại là ông. Ông mang lại cho tôi tin gì vậy? Còn hơn là tin nữa kia. Tôi đặt cái hộp lên bàn. Tôi mang đến cho cô một gia tài. Cô liếc nhìn về chiếc hộp. Vậy đây là kho báu đó? Giọng cô thoáng vẻ thờ ơ khó tả. Vâng, kho báu to lớn từ xứ Accra đấy. Một nửa thuộc về ông Sonto, nửa kia thuộc về cô. Mỗi người có khoảng chừng 250.000 đồng. Ở nước Anh, hiếm có phụ nữ nào giàu hơn cô đấy. Có lẽ tôi hơi quá lời trong những biểu lộ niềm hân hoan. Những lời tán tụng của tôi không có sức thuyết phục. Nàng khẽ nhướng mày và nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Nếu tôi có được, chính là nhờ ông đó. Không đâu, không phải nhờ tôi, mà là nhờ anh bạn Sherlock Holmes. Mời ông ngồi, bác sĩ Watson. Xin ông cho tôi nghe trọn câu chuyện đi. Tôi thuật lại vắn tắt những sự việc y như chúng diễn biến từ lúc tôi tới gặp nàng. Cái phương pháp truy tầm mới mẻ hôm đã dùng việc phát hiện ra chiếc Aurora, sự xuất hiện của Jonathan, những công việc chuẩn bị, cuộc đuổi bắt điên cuồng trên sông. Mặt sáng ngời, môi rung rung, nàng lắng nghe những câu chuyện mạo hiểm của chúng tôi. Lúc tôi nói đến cái mũi tên nhằm chật chúng tôi trong đường tơ kẽ tóc, mặt nàng biến sắc nhợt nhạt. Không sao đâu, nàng thì thào khi tôi đưa cho nàng ly nước. Chỉ hơi khó chịu tí thôi. Thật là một chấn động khi tôi hiểu ra rằng tôi đã đặt các bạn bè của mình vào một sự nguy hiểm kinh khiếp đến thế. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Ta hãy gạt sang một bên những chi tiết buồn thảm ấy đi. Ta hãy nói đến một cái gì vui vẻ hơn. Kho báu đây rồi, còn có gì vui hơn. Tôi được phép mang nó theo và nghĩ rằng cô sẽ hài lòng. Tôi thích lắm chứ, nàng nói. Giọng nàng thiếu sự vồn vã, nhưng có lẽ nàng nghĩ có phần thiếu lịch sự, nên tỏ ra hững hờ trước một chiến tích khó mà giành giật đến thế. Chiếc hộp đẹp quá, nàng vừa nói vừa xem xét nó. Tôi đoán nó được chế tạo tại Ấn Độ. Vâng, tại Benares. Lại nặng đến thế, nàng thốt lên và nâng thử nó. Chỉ riêng cái hộp thôi cũng đủ có giá trị rồi. Thế chìa khóa đâu? Jonathan đã ném nó xuống sông rồi. Có lẽ phải mượn que củi của bà Cecil thôi. Ở mặt trước chiếc hộp có một cái móc chắc chắn hình ông Phật ngồi. Tôi tìm cách nhét lần que củi vào bên dưới và tạo một lực đòn bẩy. Ổ khóa bung ra với một tiếng cắc nghe rõ. Tôi mở nắp ra. Cả hai chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Chiếc hộp trống trơn. Nó nặng đến thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một lớp sắt luyện dày gần 2 cm bao bọc nó hoàn toàn. Nó được chế tạo kỹ lưỡng, đồ sộ vững chắc. Chiếc hộp chắc chắn được chế ra với một mục đích đựng những vật quý giá. Nhưng bên trong, chẳng có lấy một màu nhỏ nào, không có lấy mảnh kim loại hoặc đá quý, hoàn toàn trống rỗng. Kho báu mất rồi. Morstan nói với giọng điềm tĩnh lạ thường. Nghe câu nói ấy và hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó. Tưởng như cái bóng u ám đè nặng xa khuất khỏi hồn tôi. Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Bức tường vàng ngăn cách chúng tôi đã không còn nữa. Cảm ơn, Chúa tôi. Tôi thốt lên tự đáy lòng mình. Nàng nở một nụ cười thoáng qua rồi nhìn tôi vẻ dò hỏi. Tại sao bác sĩ lại nói thế? Bởi vì giờ đây em lại ở trong tầm tay anh. Tôi nói, tay tôi đặt lên tay nàng. Bởi vì em ơi, chưa có người đàn ông nào yêu em bằng anh. Bởi vì cái kho báu ấy không cho anh thốt lên 3 tiếng anh yêu em. Thế thì em cũng nói, cảm ơn Chúa tôi, nàng thì thầm. Có lẽ một kẻ nào đó chắc chắn đã đánh mất một kho báu vào đêm đó. Nhưng riêng tôi vừa mới được một kho báu tuyệt vời.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy like và subscribe kênh Bình Thể Thao Văn Hóa để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi.